Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Trở lại bản tin ngắn của tin tức Hoa Kỳ. Cái quy trình buộc tội như thế nào? Tổng thống Trump sẽ dành thời gian trước ngày diễn ra phiên điều trần tại Trump Tower, tức là ngày hôm qua. Ông Trump sẽ đến đó vào 1 giờ chiều, tức là ngày hôm nay. Ở xung quanh tòa án, các biện pháp an ninh sẽ được tăng cường chuẩn bị cho sự xuất hiện của một cựu tổng thống. Mặc dù cái phiên tòa được mở cho công chúng và báo chí với cái điều kiện ai đến trước thì được trước, nhưng phiên tòa sẽ không được truyền hình trực tiếp, theo nhóm pháp lý của ông Trump. Vị tổng thống thứ 45 này sẽ không bị còng tay, mặc dù các chuyên gia pháp lý cho rằng ông ấy sẽ được lấy dấu vân tay và chụp ảnh chân dung phạm nhân trước khi đưa đến phòng xử án. Trong khi đó, ông Michael, một giáo sư trường luật tại Coley Lansing, Michigan, tuyên bố: "Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ phải được lấy dấu vân tay và chụp ảnh chân dung phạm nhân. Mặc dù tôi không nghĩ sẽ có cái bước còng tay thị chúng hay bất kỳ điều gì tương tự, cho đến khi họ có thể đưa ông ấy ra trước cái thẩm phán và sau đó ông bào chữa cho mình. Nhưng những gì mà chúng tôi nói, ông ấy sẽ bị cáo buộc về những tội đối với ông ấy và đưa sự biện hộ cáo buộc đó như thế nào." Đó là một trong những cái mà cái bước diễn ra vào ngày hôm nay là như vậy. Nhưng mà câu hỏi lớn được đặt ra rằng là gì? Đó là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Rất là nhiều khả năng họ sẽ kéo dài cái vụ kiện này cho đến 2024 để ngán bước ông Trump trong rất là nhiều thứ khác nhau, và đặc biệt là cái sự kiện liên quan đến cuộc bầu cử cho 2024. Sau cái phiên điều trần, ông Trump sẽ trở về lại nhà ở Florida, nơi mà ông ấy sẽ có bài diễn văn trước quốc gia vào ngày 8 giờ 11 phút tối từ dinh thự Mar-a-Lago của mình. Hôm ngày 2 tháng 4, cố vấn của ông Trump Jason Mueller đã nói với chương trình của Fox News rằng: "Tôi nghĩ cả thế giới đang theo dõi. Ông ấy sẽ rất là mạnh mẽ và nhiệt thành đến mức độ nào, và chúng ta phải tiếp tục cái phong trào Make America Great Again." Ông tuyên bố rằng là cái chính sách của ông Trump sẽ là không phải là chính sách của ông Trump nếu không có Tổng thống Trump. Mặc dù những thông tin chi tiết bài diễn văn của ông Trump chưa được tiết lộ, nhưng ông ấy có thể bị giới hạn trong những gì có thể nói với chủ tọa, quyền thẩm phán tòa án tối cao Juan Merkin. Juan Merkin là một trong những nhân vật thẩm phán tối cao của tiểu bang New York, và đứa con gái của ông ta đã từng làm việc cho Kamala Harris và ông Biden trong cuộc campaign cho 2020. Cái quyết định áp đặt một lệnh cấm tiết lộ thông tin đối với cựu thông tin này có khả năng rất dễ xảy ra. Rất là dễ xảy ra. Wow. Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 3 tháng 4 thì bà Alina, một luật sư khác của ông Trump, đã công khai chỉ trích cái khả năng rằng là họ định bịt miệng thân chủ của tôi ơi. Hành động đó thật sự không giống như người Mỹ của chúng ta. Quý vị không được làm điều đó. Mọi người có quyền tự do về ngôn luận. Trong khi đó, một nhân vật khác đó là ông Matthew, một cựu công tố viên của văn phòng biện lý New York, lập luận rằng cái vụ án này không được bãi bỏ. Thì nhóm luật sư bào chữa của ông Trump có thể lập luận thân chủ của họ không thể nhận được một phiên tòa xét xử công bằng tại Manhattan và cố gắng để chuyển cái vụ án đó đến nơi khác. Một cái nơi rất là toxic, quý vị. Nếu mà thật sự vì nào ở tiểu bang New York và một số thành trì của đảng Dân Chủ đó, thì đúng, rất là toxic. Hay là mọi thành viên bồi thẩm đoàn sẵn sàng đoàn kết để kết án ông ấy trong tâm trí của họ khi đã xuất hiện những nhiệm vụ của bồi thẩm đoàn. Tôi không biết quyết định về kiến nghị đó như thế nào, nhưng tôi nghĩ kiến nghị đó sẽ được lập ra. Về cái thời điểm phiên tòa xét xử bắt đầu thì ông Luzio nói rằng Tổng thống Trump có thể cố gắng hòa hoãn thủ tục tố tụng càng nhiều càng tốt bằng các kiến nghị trước khi xét xử. Luật sư này suy đoán đối với ông ấy, nếu ông ấy không thể lùi việc lại cho đến sau cuộc bầu cử thì vì vậy biết đấy, ông ấy có thể thắng cái phiên tòa đó một cách hiệu quả. Và vì vậy, liệu có thể trì hoãn một vụ án 2 năm, 3 năm nếu quý vị biết đấy, với cái quyết tâm có thể đưa ra đủ loại kiến nghị và kháng cáo quyết định đó. Thì đó là cái tiếp theo là như vậy, cái căn bản là như vậy. Thì nói chung mấy ngày hôm nay cái sự kiện này nó đang che giấu rất nhiều sự xấu xa của chính quyền Biden về kinh tế, về thị trường chứng khoán, vân vân. Thì chúng tôi vẫn tiếp tục cập nhật những cái thông tin đó cho quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong cái chương trình những bản tin ngắn tiếp theo. Chào tạm biệt.